một nam thanh niên đi xe máy trên cầu vượt Sóng Thần, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã bị xe container cán chết thương tâm. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 24 tháng 8. Thông tin ban đầu, vào thời gian trên, anh Lý Xì Dẫu, 30 tuổi, quê Bình Thuận, chạy xe máy biển số 63K34005 trên quốc lộ 1 theo hướng từ ngã tư Bình Phước về Suối Tiên. Khi xe đi lên giữa cầu vượt Sóng Thần thì xảy ra va chạm với xe container chạy cùng chiều mang biển số 61C25524. Anh Dẫu cùng xe máy ngã ra đường và bị bánh xe container cán qua người, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân bên cạnh chiếc xe máy hư hỏng nặng nằm ở làn đường xe ô tô. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt xử lý vụ tai nạn, điều tiết giao thông qua khu vực.